ô tô không lắm rồi ba. Em thở ô tô không lắm quá. Dạ, vô bao giờ? Dạ chú, ở đây mình bán xe gì chú? À đúng rồi, con đến liên hệ mua xe hả? Dạ. Mời con vô trong đi để chú báo cho bộ phận kinh doanh nó tiếp con ha. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Xin chào chú. À, chào cháu. Chào em. Miếng mình tới đây xem xe hả chú? Ờ, hai cha con tôi vừa mới lên để mua xe 4 chân hả? Xe 4 chân hả chú? À, đúng rồi, xe 4 chân hả cháu? À, vậy con mời chú vào trong xem xe. Thì nếu mà dòng 4 chân á, bên con thì Nhật Bản á, thì có Isuzu, Hàn Quốc á, thì có Hyundai, Trung Quốc á, thì có Dongfeng. Thì con biết tiêu chí của mình chọn xe như thế nào chú? À, thì hai cha con tôi muốn mua loại xe mà chạy nó bền, tiết kiệm nhiên liệu, mà thương hiệu nó có uy tín một xíu. À, thì dạ. Cháu có cái loại xe nào phù hợp giới thiệu rồi. Hai chú. Thì hôm nay con sẽ giới thiệu cho chú một cái dòng xe được sản xuất năm 2020, đạt mọi tiêu chuẩn của chú luôn. À, đây. Dạ, con mời chú xem cái dòng xe tải Isuzu Ginga 4 chân mới được sản xuất năm nay. Trời ơi, đẹp lắm ha. Thì trời thấy đẹp á. À, xe này tổng tải trọng được bao nhiêu? Dạ, xe này tổng tải trọng được 30 tấn chú. Chở được nhiêu tấn cháu? Dạ, chở được 17 tấn chín. À, cái miếng lưới phía trên là miếng gì anh ha? Cái miếng phía trên đó là miếng chống tia cực tím em. Dạ. Mẹ thấy nhìn phía trước mẹ thấy đẹp á. Dạ, mời chú với thằng em cứ đi một vòng xe xung quanh để nhìn cho nó gọn con xe. Cái lớp này là mình là xài lớp thương hiệu gì đây anh? Cái lớp này là lớp Bridgestone anh em. Dạ, là cũng nhập khẩu ở... Đúng rồi, cũng nhập khẩu từ Isuzu. Thì đối với con xe này á, thì cầu gầm, hộp số, linh kiện phụ tùng đều được nhập khẩu từ Isuzu. Về Việt Nam chỉ lắp ráp các phụ tùng lại với nhau. Dạ. Để cho nó giảm giá thành sản phẩm á. Cháu, chú hỏi bình dầu này mấy lít cháu? Bình dầu này là bình dầu 400 lít đó chú. Được làm bằng thép trắng. Dạ. Chống rỉ sét hả? Chống rỉ sét. Thì kế bên mình dầu đó là cái bình dung dịch khí thải đó chú. Bình dung dịch. Bình này là bình chứa ure, xử lý khí thải. Anh, cái thùng đây, cái thùng của mình là dài bao nhiêu mét vậy anh? Cái thùng này dài 9 mét 9 em. À, tải trọng là 17 tấn 9 hả? Đúng rồi. Tải trọng 17 tấn 9. Tại vì nhu cầu của em là mua gì á thì đôi lúc mà cũng chở quá tải, em chở lên 22, 23 tấn, em sợ là cái thùng này nó không có đảm bảo được cho em. Ừ, thì bình thường cái thùng này á là thiết kế từ nhà máy thì nó cho tải trọng là 17 tấn 9. Nhưng mà nếu mà em chở quá tải thêm 10% thì nó không sao hết. Còn nếu mà em muốn chở quá tải hơn nữa thì em phải gia cố thùng. Với lại một phần em sợ là mình chở quá tải được nhưng mà cái chassis này không đảm bảo cho mình. Rồi, cái về phần chassis á thì cái chassis này được nhập khẩu từ Isuzu luôn. Chassis mấy lớp con? Dạ chassis này hai lớp á chú. À. Rồi nhập khẩu. Dạ, tất cả cầu gầm hộp số ở đây đều được dập nổi Isuzu. Nè, như chú xem đi, ngay cả cầu nó cũng được dập nổi chữ Isuzu. À, nghĩ sao để mình nhập Isuzu như thằng cháu. Dạ, đúng rồi. Mình lắp không không? Dạ. Dạ, thôi giờ con mời chú với em lên trên cabin để xem nội thất của xe nó như thế nào. Dạ. Rồi. À, đi ba lên cabin coi xe. Ừ. Thì không biết chú với em lên trong nội thất cabin xe thì không biết cảm giác của hai cha con mình như thế nào. Chú thấy thì nội thất nó rộng rãi, tầm nhìn nó bao quát rộng. Dạ, thì xe này á thì về phần cabin thì nó rất là rộng rồi. Thì còn được trang bị nè, đầu tắp lo bàn thờ còn được bao da, được ốp gỗ. Vô lăng của xe thì được trang bị vô lăng ba chấu, thuận tiện cho việc cầm nắm. Còn về đồng hồ tắp lo thì được sử dụng đồng hồ điện tử. À, còn cần số này á, về hộp số của xe thì sử dụng hộp số ZF 8 tiếng một lùi. ZF là hộp số nhập luôn đúng không? Đúng rồi, nhập đất luôn. Dạ. Em thấy có cái nút này mới nè, nút này có tác dụng gì anh hả? À, nút này là gương chỉnh điện em. Đây nè, em nhìn đi, đây là cái chỉnh điện của bảng gương ở bên trong gương chiếu hậu. Dạ. Chỉnh điện bốn hướng. Vậy là mình không dùng tay nữa. Dạ đúng rồi, thuận tiện trong việc điều chỉnh. Mình ngồi chỉ cần ngồi trong vô lăng mình có thể điều chỉnh được cái gương này. Dạ. Đấy. Đấy. Thì cái nội thất của cái xe này nếu mà nhìn chung thì nó y hệt như một con xe du lịch vậy đó. Sang trọng quá ha. Nhìn đẹp quá. Ghế là sao cháu? Dạ ghế thì ghế này là ghế của bác tài được là làm bằng ghế hơi, chỉnh điện tám hướng, ngồi thoải mái lắm.
giờ mà cứ đờ máy là nghe tiếng máy thử không ba, coi thử máy nó êm không. Rồi anh sẽ tiến hành đờ máy cho hai cha con nghe tiếng máy của xe. Máy êm. Giờ con đạp ghe thử coi, con bác coi thử cái. Dạ, rồi. Như nào. Mẹ thấy sao? Mẹ thấy tiếng máy nổ êm. Thì hai cha con xuống để mình tham quan khoang động cơ của xe. Thì cabin của xe thì con tiến hành mở cho chú với em xem. Thì cabin này được được mở bằng điện nha chú, được nâng lên bằng điện. Rồi giờ con xin giới thiệu với chú với em là đây là khoang động cơ của xe. Thì khoang động cơ của xe thì sẽ được trang bị động cơ Isuzu với số hiệu 6UZ1. Thì với cái động cơ này thì dung tích xi lanh là 9840cc, nó cho ra 350 mã lực. Rồi thì cháu, giờ hai cha con tôi cũng xem xe rồi. Dạ. Giờ đợi hai cha con tôi bàn một xíu. Dạ rồi, hai cha con cứ bàn bạc với nhau đi, rồi có gì nói em. Dạ. Sao ấy? Hai cha con tôi quyết định là sẽ mua xe này. Dạ. Giờ thì cháu làm thủ tục như nào thì cháu hỗ trợ cho cháu. Thế là cháu. Dạ rồi, vậy là hai cha con là quyết định mua xe này đúng không? Đúng không? Dạ rồi, vậy thì thủ tục thì con mời chú với em đi vô trong phòng khách để mà làm thủ tục. Ừ. Dạ rồi, mời chú với em. Mời chú với em vô trong bàn ngồi. Ngồi đi chú. Ngồi đi. Thì không biết mình uống gì để con lấy luôn chú. Cho chú đi trà được rồi. Dạ rồi. Em muốn nước không em? Dạ. Cảm ơn. Thì hợp đồng của chú thì con có sẵn ở đây rồi. Thì con mời chú xem qua để... Như cái Isuzu Ginga này mua mới thì cái chế độ bảo hành bảo dưỡng nó như thế nào ạ? Thì Isuzu Ginga này á thì anh có điền chế độ bảo hành ở trong đây. Thì xe này thì bảo hành 3 năm hoặc là 250.000 cây tùy điều kiện tới trước. Thì con cũng nói luôn, thì cái dòng xe này á là cầu gầm hộp số linh kiện phụ tùng được nhập khẩu từ Isuzu về Việt Nam gắn bu lông lại với nhau nên khi đóng thuế sẽ được giảm 50%. Là thế trước bà đây anh đặt tính thì đúng rồi, anh có điền vào trong hết luôn. Dạ. Cái phần phụ lục chỉ là mấy cái thủ tục đăng ký đăng kiểm ra số rồi con hỗ trợ chú làm. Dạ, nếu chú có nhu cầu thì bên con hỗ trợ chú làm cái này luôn. Vậy, vậy cháu hỗ trợ cho chú ấy. Dạ. Vậy con thấy giá xe là thế nào con? Thế được. Giờ mình quyết định ra. Dạ. Ký mua nha. Bây giờ hai cha con tôi cũng thống nhất là sẽ ký hợp đồng. Dạ. Giờ mình làm thủ tục cho con. Rồi, nếu mà bên mình đã đồng ý mua xe thì bên chú tiến hành đặt cọc cho bên con. Đặt cọc cái gì con? Dạ, đặt cọc để giữ xe chứ. Không có cọc gì hết á. Chú mua tiền mặt luôn. Dạ vậy không biết mình ở quê lên đây mình có mang theo tiền chứ? Có chứ, đi mua xe có mà. Đây rồi. Dạ. Dạ rồi, vậy nếu mà mình có mang theo tiền á thì con mời chú với em đi qua phòng kế toán để mà mình thanh toán tiền mua xe rồi mình giao xe trong ngày hôm nay luôn. Đây vậy anh. Cháu mình đi. Dạ, rồi. Con mời chú với em đi qua phòng kế toán với con. Rồi, mời chú với em vô trong thanh toán tiền. Chị, thanh toán chú thanh toán cái hợp đồng này, chị hỗ trợ giúp em. Chào chú. Chú cha hai cha con đi mua xe, bác bao tiền. Dạ. Thì con thay mặt ô tô Hoàng Long kính chúc chú với em trai là làm ăn phát tài phát lộc, vạn dặm bình an. Cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn.